một tháng mình phải chi tầm 50 đô ấy. Đây là tớ mới của mình. Hello mọi người. Đây là ngày đầu tiên đi học trở lại sau một tuần nghỉ lễ Thanksgiving. Thì mình sẽ đưa mọi người theo để xem một tuần final mình ôn tập thế nào, mình làm bài thế nào. Đấy, thì thật ra cũng không có nhiều bài lắm, nhưng mà kiểu nó cứ rải rác khắp nơi, nó cứ kiểu rải rác tuần này xong rồi rải rác tuần sau nữa. Tổng cộng là mình sẽ có 2 tuần final và 2 cái video final đấy. Thì hôm nay là mình có một bài kiểm tra toán này, và ngày mai là mình có một bài thuyết trình trong lớp phim, có thêm một cái bài quiz nhỏ nhỏ trong cái bài trong cái lớp education. Rồi lại xong tuần này, thứ tư thì mình lại có thêm một cái bài gọi là gì, kiểu tóm tắt một cái bài báo ấy. Đấy, thì là xong tuần này. Rồi thứ năm thì mình rảnh, xong rồi tuần sau thì mình sẽ có thêm một những cái deadline mới. Đấy, ok, bây giờ thì cũng là 9:10 rồi, 10 giờ thì mình sẽ có tiết. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau thay đồ và đi học. Hôm nay trời khá lạnh mọi người, hôm nay nó chỉ có 39 độ. 39 độ là bao nhiêu mình chả biết nữa. Nhưng mà cũng thấp ấy. Bây giờ thì mình chắc là mình sẽ mặc cái áo này. Đây là cái áo mình rất thích ở Việt Nam, tại vì nó vừa với người mình ấy. Không phải vừa mà là nó hơi rộng một xíu, nhưng mà tại vì mình nhuộm tóc ấy, cái này nó bị bẩn ở đây. Nhưng mà hôm qua mình vừa mới tẩy lại thì bây giờ nó trắng tinh. Ok, thay đồ thôi. Night pass by, moonlight stars in your eyes. They were shining like. Vào những cái ngày tháng cuối năm như thế này thì mình lại thấy cái nhịp sống của bên đây á, nó trở nên chậm hơn rất là nhiều so với Việt Nam. Ví dụ là ở Việt Nam ấy thì cuối tháng 11 đầu tháng 12 là mọi người bắt đầu thi giữa kỳ, rồi vài tuần sau là thi cuối kỳ, rồi chuẩn bị cho Tết, rồi những cái trại xuân cái thứ nữa đúng không? Nhưng mà ở bên đây á, cái mùa này là cái mùa lễ hội, và dường như mọi người đã làm quen và mọi người đã gọi là quen với lại cái guồng công việc rồi ấy. Cho nên là vào những ngày cuối năm thì mọi thứ bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, và kiểu từng ngày trôi qua nó cứ êm đềm như thế để chờ tới cái mùa lễ hội thôi á mọi người. Kiểu đi cả ngày xong mà còn tóc ra chân đen rồi, tóc mình ra chân đen nhiều luôn rồi đó. Nhưng mà mình chưa tẩy được tại vì tôi tẩy chưa về. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn cơm và học bài, tại vì ngày mai mình có một bài thuyết trình nữa. Ok. Play back when it's over, the back when it's over, back when it's over, I want back when it's back when it's over, the way. Hello mọi người, bây giờ đang là 7:45 hay gì ấy. Bây giờ thì mình sẽ đi ra khỏi nhà đi học, và tầm 10 giờ vậy thì mình sẽ về và bắt đầu học bài tiếp. Để tối nay mình có một bài thuyết trình, thật ra cái bài thuyết trình này nó cũng ngắn thôi, nó chỉ có 1-2 phút thôi, nhưng mà mình cũng phải kiểu 1-2 phút ấy phải nói rất nhiều mọi người, cho nên là phải ngồi và rặn chữ ra và phải kiểu lâm la. Ok, đi học thôi.
bây giờ đó là bây giờ rồi, bây giờ đó là 2:30 rồi, mình vừa mới ngủ dậy xong, mà để mình về xong mới mình ngủ quá cái là mình ngủ thẳng cẳng luôn. Bây giờ là 2:30 mình chưa làm gì hết, bây giờ mình sẽ ngồi làm bài chuẩn bị các bài thuyết trình ấy, tại vì lát 6:00 là mình sẽ thuyết trình xong rồi là mình sẽ làm cái journal, thì kiểu là mỗi buổi cô sẽ cho xem một cái bộ phim ấy, và cuối kỳ là mình sẽ phải nộp lại tổng cộng là 2 cái journal, mỗi cái journal gồm 4 bộ phim. Kiểu nửa kỳ đầu thì mình đã làm xong 4 bộ rồi, thì bây giờ còn 4 bộ của nửa kỳ sau nữa, nhưng mà mình mới làm xong có 3 cái thôi. Cái thứ tư mình đang không biết chọn cái gì, tại vì mấy cái phim giờ còn đây cô cho xem nó cứ không động lại trong đầu mình một cái gì ấy, nó cứ kiểu lân lân kiểu mấy cái phim châu Âu mọi người, mình không có hứng thú lắm. Thì bây giờ mình sẽ ráng ngồi và rặn ra ha, để được 100 chữ, xong rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi học nữa. Ok, bắt đầu thôi. Và một cái mình thấy nữa đó là không biết có phải đây là năm đầu tiên cho nên là nó dễ hay không, nhưng mà khi ở Việt Nam ấy, những cái lần thi cuối kỳ ấy, mình sẽ rất là đau đầu mệt mỏi đúng không, nhưng mà mình thấy cuối kỳ bên đây nó không đáng sợ đến thế, nó chỉ là đến lớp làm bài thi và đi về, và kiểu mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng mọi người, nó không có nặng nề gì cả. Xong rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi ăn cái gì đấy, xong rồi tại vì lúc này mình học tới 10:30 rồi, nếu mà không ăn thì mình sẽ xỉu. Ok. Hello mọi người, mình nghĩ là chắc là mình sẽ phải đi vào siêu thị để mua thuốc dưỡng tóc thôi, tại vì mình không thể nào mà chịu đựng được cái mái tóc mà kiểu nó ra chân đen rất nhiều thế này ấy, cho nên là chắc là mình sẽ phải nhuộm lại tóc. Mình sẽ nhuộm lại màu nâu hoặc là một cái màu gì đấy nó hơi tối tối một xíu, có thể là màu xanh đen hoặc là như thế nào đấy, tại vì nhìn đằng trước này thì không sao đúng không, nhưng mà nhìn đằng sau ấy nó như là một cái rẽ luôn đấy, kiểu mình tự cắt tóc ấy nên là tóc mình nó không đều, rồi là nó ra chân đen, rồi là nó tùm lum hết. Nói chung là chắc là lát nữa mình sẽ phải đi vào siêu thị để mua một cái thuốc dưỡng tóc, thì chắc là mình sẽ mua một cái màu gì đấy khác, xong rồi sau khi mà tóc mình ra chân đen nhiều ấy thì mình sẽ đập lại màu nâu hoặc là màu đen. Thế thì nói chung mình định 2025 ấy mình sẽ về Việt Nam lấy, thì tới lúc đấy thì mình sẽ tẩy tóc một lần nữa, cho nên là bây giờ không thể nào mà duy trì cái mái tóc này 2 năm được. Nó rất tốn tiền mọi người, một tháng mình phải chi tầm $50 cho cái mái tóc này, cho nên là mình không thể nào không được, mình phải tiết kiệm tiền. Cho nên là mình sẽ phải đi nhuộm lại tóc. Và mình đang thắc mắc là, không phải thắc mắc mà là mình đang định là không biết mình có nên cắt tóc không. Tại vì nếu mà mình tự cắt ấy, thì nó sẽ rất là ghê, mà đi ra ngoài cắt ấy, thì người ta lại cắt không đúng ý mình, rồi mình lại tốn tiền nữa. Nói chung mấy hôm nay mình thôi ok, đi mua thuốc nhuộm tóc. Hello mọi người, mình về nhà rồi đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau cắt tóc. Mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm thế nào để mình tự cắt tóc cho bản thân mình, tại vì có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình tự cắt tóc được ấy, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người. Đấy, thì tại vì đằng sau mình nó hơi bị lúng phúng một xíu cho nên là mình phải cắt bớt đi, và mình sẽ đập màu lên sau. Bây giờ thì mình ở đây có 2 màu, một màu là màu xanh như thế này, đây là màu Blue Mercury, không biết, mình sẽ để trên màn hình. Tiếp theo là màu Natural Blue Black, thì nếu mà cái màu xanh này nó không hợp ấy thì nó cũng không sao cả, tại vì mình thấy là cái màu xanh này nếu mà nó ra chân đen thì nó cũng không bị quá dơ, còn màu vàng này ra chân đen nhìn nó dơ cực kỳ luôn ấy. Rồi sau đấy thì nếu mà mình thấy nó không hợp nữa thì mình sẽ đập màu xanh đen này lên. Đấy, thì đây là một cái gọi là gì, một kế hoạch của mình cho cái đầu tóc mới này. Thì đầu tiên cắt tóc là mọi người sẽ cần một cái tripod tự cắt mà, nên mình phải cần cái tripod. Tiếp theo là một cái tông đơ và 2 cây kéo như thế này, một cái là cây kéo nó có kiểu
đầu nó thưa thưa thế này này để mình tỉa tóc. Cái thứ hai là nó nhỏ thế này để cắt tới đâu là tóc sẽ rớt tới đấy. Đấy thì như thế thôi. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau cắt tóc và nhuộm tóc đêm nay. Bắt đầu thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ hơi bần một xíu cho là mọi người thông cảm nhé. Đầu tiên là mọi người sẽ gắn cái điện thoại này lên cái tripod đúng không? Và mọi người sẽ gọi cho mọi người. Ví dụ như là bây giờ mình bật Mess hoặc là mình bật Instagram lên ấy. Mình đã tự gọi cho mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ để cái này ở đây và giữ cái này làm sao để cho mình thấy được cái tóc đằng sau của mình ấy. Rồi mình ngồi xuống và mình cắt thôi. Mình nó hơi bị vô tri một xíu nhưng mà không sao cả. Mình sao chúng mình kiểu có một cái mái tóc bình thường như một con người là được á. Ok, cái tip mà mình học được đấy là đây là cái tóc đơn đúng không? Đây thì mọi người cắt, mọi người đẩy nó lên thế này và mọi người đẩy nó ra đây thì tóc của mọi người nó sẽ kiểu như này, chứ nó không phải kiểu thẳng đuột lên một phát. Tại vì mình không thích cái tóc mà kiểu nó sát quá thì nhìn mình sẽ trông bị buồn cười đấy. Và nếu mà bạn nào tóc ra nhanh như mình ấy thì ok, còn bạn nào mà tóc ra chậm ấy thì các bạn sẽ phải chấp nhận là sau khi cắt tóc xong 1-2 tuần thì các bạn sẽ phải chịu xấu đấy. Nói chung là muốn đẹp thì phải chịu xấu mọi người. Nhưng mà thật ra nhìn nó cũng ok, kiểu đằng sau này nó gọn hơn rồi và hai cái size này nó không cực bị quá ngắn lên nên bình thường người ta sẽ cực cạo sát lên trên như thế này mà mình không thích như thế, mình thích nó hơi như thế này một xíu này thì trông nó sẽ kiểu mình mất công hớt nhiều lần một xíu ấy nhưng mà trông nó sẽ kiểu đỡ thì buồn cười ấy. Đây thì bây giờ tóc mình nó đang rất là dơ nên là mình sẽ tranh thủ để nhuộm tóc. Nhìn nè, nó lên màu thiệt á, đây là màu xanh đó mọi người ạ. Ý là tóc mình màu vàng ấy, mình sợ là khi mà đập cái màu lên nó sẽ ra cái một cái màu xanh lá, nhưng mà không mọi người, nó là màu xanh thiệt đó mọi người, nó là xanh lẻ thế này nè. Mày có nên nhiễu không ta? Quả đầu này mày thành quả đầu xanh đó hả? Ok, nhiễu luôn. Hello mọi người, đây là tóc mới của mình. Trông nó hơi đần nhờ tại vì mình vừa cắt tóc á, cho nên là mình nếu mà mình để xả xuống cái này thì trông nó sẽ rất là đây, cho nên là mình phải đẩy nó lên một xíu, với cả là cái màu này nó cũng hơi chọi một xíu. Mình nghĩ là tại vì mình để lâu quá, nếu mà mình để tầm 5-10 phút rồi mình rửa đi ngay á thì nó sẽ ra một cái màu nhạt hơn. Tức là bình thường á, những cái thuốc nhuộm màu ấy, những cái thuốc nhuộm tóc ấy, mọi người đập cái màu lên đầu và cái màu mà khi mọi người rửa đi á nó sẽ khác nhau, nó sẽ nhạt hơn đúng không? Còn tại vì á, mình nghĩ là tại vì cái màu này nó kiểu nó mạnh quá hay sao ấy, mà tóc mình là tóc tẩy nữa cho nên nó lên một cái màu như thế này. Đấy, chứ nếu mà đáng là mình để tầm 5-10 phút thôi thì nó sẽ ra cái màu nhạt hơn. Nhưng mà nói chung cái màu cũng ok, cái này nó chọi quá ấy, kiểu nếu mình đi ngoài đường chắc người ta không thấy gì ngoài cái đầu mình thôi. Ok, thì hồi nãy mình vừa mới làm xong một cái bài cho cái lớp tiếng Anh. Thì thứ hai phải làm thêm một bài essay nữa là xong, coi như là xong cái lớp này luôn rồi đó. Rồi thứ hai cũng làm một bài kiểm tra toán nữa nè. Rồi bây giờ chắc là bây giờ mới có 11 rưỡi thôi thì mình chắc là sẽ đi vào thư viện học bài, xong rồi lát nữa vào học luôn, xong rồi đi về đi làm nữa. Đây, một tuần nó cứ trôi qua như thế thôi, nhưng mà hết đầu tháng 12 là mình sẽ kết thúc cái mùa này, là coi như là chỉ có ở nhà và đi làm thôi. Ok, đi học bài. Mình nghĩ chắc là mình phải đi ra ngoài xe thôi. Ở trong chỗ mình làm bất cứ cái gì mình cũng phải nghĩ xem là mình có đi nhẹ nó khẽ hay không. Tại vì mọi người làm việc, mọi người học bài rất hăng say, mình biết cái đó là tốt nhưng mà nó hơi căng thẳng đó, với mình làm gì mình cũng phải để ý hết, cho nên là thôi mình đi ra ngoài xe học bài cho nó thoải mái, mặc dù là ngồi nó hơi chật chội xíu.
chào mọi người. Hôm nay đang là thứ năm buổi chiều. Thì buổi sáng mình vừa đi học xong cái lớp cuối cùng education. Thì xem như là xong một tuần final đầu tiên rồi. Thì để kết thúc video này thì mình sẽ ngồi unbox cái đống đồ này. Mình biết mình đã hứa là sẽ không mua đồ nữa, nhưng mà cái đống đồ này mình mua từ lâu rồi, bây giờ nó mới ra thôi, cho nên là chúng mình sẽ bỏ qua nha. Thôi unbox cái này đầu tiên. Mình nghĩ cái này là thuốc tẩy. Đúng vậy, đây là thuốc tẩy. Mình vừa mới nhuộm tóc ngày hôm qua thì hôm nay có thuốc tẩy. Ok, dù sao thì mình cũng muốn về đen để dưỡng tóc lại từ đầu ấy. Chứ bây giờ mà mỗi tháng tẩy là một lần ấy, thì nó sẽ rất là tốn kém. Tiếp theo là một cái vòng cổ. Thật ra hồi xưa giờ mình ít đeo vòng cổ lắm, tại vì nói chung là tại vì cổ mình ngắn ấy, nên là đeo vòng cổ vào thì người ta sẽ chú ý tới cái cổ ngắn của mình, cho nên là mình không đeo nhiều lắm. Nhưng mà tại vì cái vòng cổ này nó rất là basic ấy, nó nhỏ và nó không, nó kiểu như trong nó không có bị rườm rà mọi người. Chứ hồi xưa mình mua những cái vòng cổ ấy, nhìn nó cứ kiểu vòng mà to đùng lên ấy, thì chỉ hợp với là những người mà kiểu gân guốc rồi này nọ thì người ta mới hợp với cái ấy. Còn mình thì mình hơi mập cho nên là đây nó như này. Thì nếu mà ngày hôm nào mà mặc một cái áo nào đấy mà nhìn trong nó hợp thì mình sẽ mang thế này, hoặc là mình sẽ mang luôn. Thấy không, nhìn nó không, nhìn nó không hợp ấy, nhìn nó cứ kiểu như thế nào ấy. Ok, đã mua rồi phải đeo thôi. Tiếp theo là một cái quần tây như này. Đây là một cái quần mà nó suông xuống và nó hơi bó. Mọi người mua siêu ấy, mình chưa có một cái quần tây nào như thế này cả. Mình hy vọng nó vừa với cổ. Đúng rồi, vừa với cổ mình thì chắc là cũng vừa với lại bụng của mình á. Mình mua hết cái đống đồ này là ở trên Shein nha mọi người. Nó kiểu như là một cái Shopee mà phiên bản châu Âu vậy. Mày bên này có cái đấy chứ không là mình sẽ chết mất. Mình là một con nghỉ Shopee mọi người. Tiếp theo là một cái bé nhỉ, bé này mặc được sao? Một cái áo sơ mi như này. Hình như mình thấy là tông da của mình nó hợp với lại những cái màu lạnh đấy mọi người, nhất những cái màu xanh thế này. Mình không biết có mình có hợp hay không nữa, nhưng mà nói chung cái tóc này thì mặc dù cái màu nó hơi chọi đó, nhưng mà mình thấy là nó hợp với da của mình hơn là cái màu vàng. Thật ra cái màu vàng nhìn trong da của mình nó vẫn sáng, và cái này thì trong nó vẫn sáng. Hoặc là đấy thì nó nói chung chắc là da của mình hợp là những cái màu sáng và nó hơi kiểu hơi tông hơi lạnh lạnh một xíu ấy. Đây là một cái áo sơ mi màu xanh như thế này. Mình mua là size M, chắc là mặc được. Mình hy vọng thế. Tại vì cái dáng của mình nó cũng hơi khó chọn đồ ấy, tại vì nó mình không quá lùn nhưng mà mình cũng không có gọi là quá to con ấy, cho nên là chọn đồ rất là khó. Những cái đồ mà nó vừa về chiều ngang thì nó sẽ dài ra và kiểu như trong cái váy luôn ấy, cho nên là đấy nó cũng chọn đồ cũng khó. Tiếp theo là một đôi giày. Đây là một cái đôi giày đế to đùng thế này. Thật ra hồi xưa ở Việt Nam mình cũng có một đôi, nhưng mà sang đây thì mình không đem theo tại vì nó hơi cũ rồi. Đấy, nên là mình mua một đôi nữa. Tại vì cái đôi này khi mà mang vào ấy, thì trông mình sẽ rất là cao hơn, và kiểu đây nó làm cho chân của mình dài ra và nó làm cho người của mình thon gọn đi ấy. Đây thì mình rất là thích những cái đôi, mặc dù nó hơi to một xíu, nhìn trong nó sẽ hơi kiểu giống như là mang một cái chân vịt ấy. Nhưng mà đây nó như này đấy. Ok, thì chắc là cái video này cũng sẽ kết thúc ở đây thôi, và tại vì cũng phải chừa những cái phần sau cho video final của tuần sau nữa hết. Như là bây giờ ở Việt Nam mọi người cũng đang chuẩn bị để ôn thi đúng không? Đấy, thì mình chúc mọi người có một kỳ ôn thi thật là tốt, học tập thật là kiểu chăm chỉ và sử dụng những cái tip của mình để đạt được những kết quả tốt trong cái kỳ học lần này. Ok, bye bye mọi người, và hẹn gặp lại ở những video của lần sau. Bye bye. Is on the way, and if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. Have you ever been in love? Dove in from high above, and if the answer's no, well then I'd like to get to know you.